chào mọi người, đây là ấu trùng của ong mặt quỷ. Ở ngoài tự nhiên, những con ong mặt quỷ thực chính là những sát thủ khét tiếng đối với những loài côn trùng nhỏ. Chúng săn bất cứ loài côn trùng nào có kích thước bằng chúng hoặc thậm chí là lớn hơn. Còn đối với ấu trùng thì những thứ gì để gần miệng thì nó đều coi là thức ăn. Một con cào cào hôm nay sẽ là thức ăn vào buổi tối của em nó. Nó ăn sâu bọ một cách khủng khiếp nên nó lớn rất nhanh. Tôi để con cào cào ở đây và để em nó tự dùng bữa. Sau 10 ngày thì quá trình làm ấu trùng của em nó đã sắp kết thúc và nó đang đăn tơ để chuẩn bị lột xác thành những con ong mặt quỷ trưởng thành. Sau khoảng 3 tiếng đặt tư thì em nó đã đan xong và nó sẽ ngủ ở đây trong khoảng 20 ngày. Sau gần một tháng chờ đợi thì tôi đã thấy em nó chuyển động dần ở trong này. Nó đang cố gắng cắn sợi tơ thật nhanh để nhanh chóng thoát ra ngoài. Mất khoảng 180 phút để em nó cắn được như thế này. Rất chậm. Quá trình biến từ ấu trùng thành con ong trưởng thành đã thành công. Nó đang cố gắng thoát ra cái tổ của nó. Sau một ngày thì em nó đã có thể di chuyển linh hoạt. Một quả táo hôm nay sẽ là thức ăn của em nó. Sau bữa ăn này thì tôi sẽ chuyển em nó vào nhà mới. Một chiếc lồng kính sẽ là nhà mới của em nó. Quả táo sẽ được để ở bên cạnh. Nếu lúc nào đói thì nó có sẵn ở đấy để ăn. Tối nay tôi sẽ đi bắt thêm côn trùng về cho nó. Thì video này của tôi xin tạm dừng ở đây. Mọi người xem video hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé.